Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có hộp của chiếc Samsung Galaxy S4. Đây là chiếc máy chính hãng đầu tiên được bán ra tại Việt Nam và cũng gần như là khá là sớm so với thế giới. Tại vì Việt Nam được ưu ái vì đây là thiết bị được sản xuất trong thị trường của chúng ta luôn tại nhà máy Yên Phong Bắc Ninh. Đây là một trong số những thiết bị đầu tiên mà người dùng Việt Nam may mắn xếp hàng mua giảm giá 30% tại chương trình của Samsung ngày hôm qua. Và mình hôm nay sẽ giới thiệu các bạn bài mở hộp của chiếc máy này. Cái hộp của Samsung Galaxy S4 làm được giống với lại chiếc Galaxy Note 8.0 khi mà nó làm bằng nguyên liệu tái chế 100%, từ mực in cho đến vỏ hộp đều có thể tái chế. Các bạn có thể là nhìn nó với lại cái bàn gỗ của mình gần như là không có sự khác biệt, rất là giống nhau. Phía sau nó ghi một số thông tin mà nổi bật nhất, đó là cái việc Samsung ghi rất rõ ràng là nó là 1.6GB lõi tứ và có kèm theo là 1.2GB lõi tứ nữa. Như vậy chúng ta sẽ có 8 nhân. Cho nó có một cái công nghệ cho phép chúng ta sử dụng máy để làm điều khiển từ xa với nhiều thiết bị khác nhau trong gia đình, có chứng chỉ bảo mật an toàn này, chứng chỉ đàm thoại âm thanh chất lượng HD, vân vân. Và mình sẽ mở cái hộp chiếc máy Galaxy S4 này ra. Trên đỉnh hộp thì chúng ta sẽ có chiếc Samsung Galaxy S4 phiên bản màu trắng, trắng tinh khôi, rất là đẹp. Bên trong hộp toàn làm bằng giấy mà có giống màu gỗ hết, chứ không phải là giấy màu trắng bóng nhựa như trước đây của Samsung. Có thể nói là đây một bước tiến mới Samsung để nó thân thiện hơn với môi trường. Đúng là Samsung ngày càng cải thiện nhiều. Hướng dẫn sử dụng nhanh này. Chúng ta có một số cái quyển sách khác, các bạn thấy là cái cách hướng dẫn sử dụng của Samsung bây giờ nó rất là cute, giống sách của LG cực kỳ luôn, đúng là người Hàn Quốc. Mọi hình ảnh vẽ này, mọi thứ đều nhìn rất là đáng yêu và thân thiện với người dùng. Chúng ta có cáp kết nối micro USB. Có tai nghe. Tai nghe này của Samsung là tai nghe mới. Tai nghe được làm bằng dây, không phải là có loại dây tròn như trước đây của chúng ta, mà nó làm hơi dẹt, giúp cho chúng ta sẽ đỡ bị là vướng vào nhau hơn. Có phím tăng giảm âm lượng và phím nghe cuộc gọi, vẫn là tai nghe nút, nó làm cũng thon hơn ngày xưa. Trong này thì chúng ta có cục sạc này, màu trắng trùng với máy, và có cục pin. Pin của máy dung lượng là 2600mAh. Và rất vui mừng cho các bạn, đây không phải là pin China. Pin này là cũng được gia công tại Việt Nam luôn, rất là tuyệt vời. Và đây là chiếc Samsung Galaxy S4 phiên bản màu trắng tinh khôi của chúng ta. Nó phía trước có dán thông tin là màn hình của nó là Super AMOLED và Full HD, công nghệ Bluetooth Smart Ready này. Và mình sẽ bóc cái miếng này ra. Ở đây là chúng ta có màn hình của nó đây. Màn hình 4.99 thì ta gọi luôn là 5 inch cho rồi. Có camera trước và một số cảm biến. Do phiên bản màu trắng nhưng cảm biến này của nó rất là rõ ràng, không như phiên bản màu đen thì nhìn nó che lấp, nó đỡ xấu hơn. Bên này chúng ta có một cái phím home. Phím home làm tròn và nó dễ dàng bấm, nổi bật hơn so với Galaxy S3 trước đây. Bên cạnh phải này chúng ta sẽ có một cái phím nguồn. Cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng. Phía dưới đuôi máy là cổng kết nối micro USB và mic đàm thoại. Trên đỉnh máy là jack cắm tai nghe 3.5mm, mic đàm thoại thứ hai và một con mắt thần để chúng ta sử dụng để điều khiển từ xa. Trong năm 2013 này thì các thiết bị Galaxy Note của Samsung như Note 8.0, Galaxy Tab cũng đều có trang bị cái công nghệ điều khiển từ xa này, rất là tiện lợi. Mặt sau của máy thì chúng ta có camera là 13 megapixel, có đèn flash LED dòng chữ Samsung in nổi bật, và dưới đây là chúng ta sẽ có loa ngoài. Về cái thiết bị này thì mặt sau của nó cũng giống như là phiên bản màu đen mà thôi. Chúng ta sẽ có các vân caro kẻ sọc chéo mà các bạn có thể nhìn qua thì sẽ không thấy, nhưng nhìn kỹ là sẽ thấy ngay. Ở mặt trước thì cũng làm tương tự như vậy. Samsung làm các chấm này, các sọc vân caro kẻ chéo này khiến cho cái thiết kế của máy nó không còn đơn điệu như ngày xưa. Như trên Galaxy S3, Galaxy S3 thì là kẻ sọc ngang, nhưng mà một số màu thì sẽ không có. Bao lăn lưng ra chúng ta sẽ có khe cắm thẻ nhớ mở rộng và chúng ta có khe cắm SIM, và pin của chúng ta là 2600mAh. Và rất vui mừng, như mình đã nói thì chúng ta là người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam, và thiết bị này là được làm tính hãng tại Việt Nam luôn. Sẽ rất nhiều thiết bị này được bán ra toàn thế giới, như vậy là dù các bạn ở Đức, ở Lào, Campuchia hay các bạn vẫn sẽ dùng hàng Việt Nam ngay. Về cái thiết bị này thì nó một số người nhìn vào bảo là chả khác gì S3, nhưng thực tế là nó khác S3 khá là nhiều. Ở đây mình đang có một chiếc Samsung Galaxy S3 màu trắng thì các bạn nhìn thấy ngay. Tuy màn hình của nó là màn hình của chiếc S4 lớn hơn, nhưng mà kích thước của hai máy hoàn toàn là bằng nhau. Do viền của chiếc Galaxy S4 nó làm mỏng hơn, và các bạn thấy phím home của S4 thiết kế hợp lý, dễ bấm hơn rất nhiều so với Galaxy S3. Mặt sau thì S4 nhìn cũng thanh thoát hơn nhiều,
cái viền của nó ấy, các bạn để ý cái viền xung quanh này. Galaxy S3 làm đường viền chất liệu nhựa nó không được đẹp, còn với Galaxy S4 làm thế đường viền như kiểu là giả nhôm, kim loại sang trọng đẹp, phím bấm của nó cũng được chăm chút hơn rất là nhiều. Và như vậy mình đã hoàn thành xong cái bài mở hộp chiếc Samsung Galaxy S4 đầu tiên tại Việt Nam. Đây là phiên bản chính hãng. Hiện nay thì các bạn có thể đến các cửa hàng như là 7S19 Thái Hà, 165 Nguyễn Thái Học để có thể trải nghiệm chiếc Samsung Galaxy S4 này. Hiện nay 7S cũng đã bán cả màu trắng và màu đen. Các bạn có thể kiểm tra giá của thiết bị này tại trang 7S.com.vn. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn các chương trình lần sau.